Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào gu thời trang của Blackpink mà sắm cho mình 4 kiểu quần jean sau đây. Là những cô nàng sành điệu hàng đầu K-pop, style của Blackpink có vô vàn những điều bổ ích đáng học hỏi. Chỉ nói riêng chuyện chọn quần jean, bạn cứ nghĩ qua 4 dáng jean được Blackpink lăng xê nhiệt tình nhất thì chắc chắn mỗi khi diện item kinh điển này, bạn sẽ ghi điểm phong cách tuyệt đối. Quần skinny jean hiện đang là mốt, vì vậy rất đáng để bạn bổ sung cho tủ đồ vài chiếc nhằm chứng minh là mình cũng nhanh nhạy với xu hướng chẳng kém chị em nào. Tất nhiên, item này cũng nâng tầm phong cách rất hiệu nghiệm, cụ thể là bạn sẽ có được vẻ ngoài nữ tính sexy như Jisoo vậy. Nếu muốn đua trend, quần skinny jean đang hot rần rần nhưng sợ lộ khuyết điểm đôi chân, bạn có thể thử phiên bản dễ chơi hơn là kiểu quần jean lai giữa dáng ôm và đứng. Kiểu quần được Jennie đặc biệt yêu thích, item con lai này vẫn nữ tính, sexy nhưng khỏe khoắn, hiện đại hơn chút đỉnh so với quần skinny jean chính gốc. Để tối ưu hóa hiệu lực hát chiều cao, bạn đừng quên thao tác shaving khi lên đồ, hay việc mix quần jean con lai với áo dáng lửng cũng là một ý tưởng không tồi. Xét về độ chất chơi, phóng khoáng, khó có kiểu quần jean nào vượt qua được jean ống rộng. Item này cũng ghi điểm ở vẻ thanh lịch, do đó nếu bạn diện quần jean ống rộng đến công sở thì cũng rất ổn. Quay trở lại với những khoảnh khắc diện quần jean ống rộng của 4 mẫu Blackpink, dễ thấy là họ thường kết đôi item này với áo crop top, rồi đi giày thể thao để ra được nét khỏe khoắn, năng động và thời thượng hết nức. Quần jean ống đứng là một item dễ mặc, gọn gàng và chỉnh chu, nhưng cũng không hề kém cạnh các phiên bản quần jean khác ở độ trẻ trung trendy. Cách diện item này tôm dáng nhất chính là chọn quần có độ dài chấm mắt cá chân, không quên shaving hoặc mix với áo dáng ngắn. Như vậy thì dù bạn có đi giày bệt, chiều cao cũng không bị dìm. Quần jean đen rất thanh lịch, dễ mix đồ và không bao giờ lo lỗi mốt. Khi diện quần jean đen ống rộng như Jisoo và Lisa, bạn sẽ có được vẻ ngoài phóng khoáng, chất ngầu. Còn nếu bạn chọn quần jean dáng ôm như Jennie hay Rosé, trông bạn sẽ nữ tính, sexy vô cùng. Thêm một lý do nữa thuyết phục bạn sắm ngay cho mình một vài chiếc quần jean đen, đó là item này sẽ giúp thu gọn đôi chân cực kỳ hiệu nghiệm.